Alo Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái cách mà mình làm bánh bao ngọt nè. Bánh thì nở mềm, bong xốp, bên ngoài thì láng bóng. Mà khi bánh mình hấp lên nó không có bị chai sần trở lại thì cái bánh bao của mình nó mới ngon. Đây là một trong những cách làm bánh bao mà đơn giản nhất của mình. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện bánh bao ngon nha. Mềm xốp, không hề bị chai, cũng không có cần phải ủ bột lâu. Đầu tiên thì mình dùng ở đây 100g đậu xanh, các bạn ngâm nước cho nở mềm. Rồi cái mình cho vào đây 300ml nước. Nấu lửa nhỏ nhỏ thôi để cho phần đậu nó cạn và nó chín mềm. Tiếp theo thì mình có 300g bột mì nha, bột mì đa dụng. Bên đây là mình có muỗng cà phê men khô ha. Men này là men làm bánh mì. Chút xíu muối. 3 muỗng canh đường cát, khoảng 50g. Bên đây là 150ml nước lá dứa nè, mình xay ra từ 5 cọng lá dứa già. Hai loại bột này thì các bạn có thể pha chung để cho cái bánh nó mềm hơn. Nếu mình dùng một loại này thì cái bánh của mình nó sẽ hơi dai dai chút nhưng mà vẫn ngon. Mình sẽ cho vào đây muỗng cà phê men khô, 50g đường cát nè, tương đương 3 muỗng canh á. Rồi các bạn cho 150ml nước lá dứa vô. Mình sẽ trộn đều lên cho đường nó tan sơn cái nha. Cái lượng đường thì tùy thích nếu các bạn thích nhạt hơn thì giảm đường lại. Bây giờ thì mình cho bột vô từ từ. Bột mì đa dụng thì cái protein nó từ 9 cho đến 11 chấm trở lại thôi. Càng thấp thì cái bánh càng xốp. Còn nếu mà thích xốp hơn thì các bạn có thể pha 250g bột mì đa dụng loại này cùng với 50g bột số 8 thì cái bánh của mình nó sẽ xốp và nó mềm, để nguội nó vẫn ngon luôn á. Mình trộn sơ rồi cho muỗng canh dầu ăn. Tiếp theo cho muối vô nha, ít muối thôi. Rồi bây giờ mình sẽ nhồi đều lên. Hồi nãy cho muối vô trước thì sợ men của mình nó kém hoạt động cho nên là mình cho vào sau. Các bạn nhồi sơ thì mình thấy bắt đầu nó quyện thành khói và nó dẻo vậy nè. Mình không có còn thấy bột khô nữa đó. Rồi bây giờ mình sẽ đậy lại nha. Mình chờ trong 5 phút là được . Sau 5 phút thì mình mở cái dĩa này ra, xong rồi các bạn sẽ đè phần bột xuống. Mình thấy bột lúc này nó sẽ mềm hơn . Các sợi protein ở trong bột nó co giãn thì bột của mình nó sẽ mềm và nó mịn hơn. Mình sẽ túm trở lại thêm một lần nữa nha. Lặn từ bên ngoài vào trong. Rồi, quét sơ lớp nước lên trên bề mặt. Bây giờ các bạn sẽ đậy kín rồi cái mình chờ thêm 15 phút nữa. Phần đậu mình nấu chín rồi mình để cho nó khô ráo thì mình cho vào trong cái chảo. Thêm vào trong này 2 muỗng canh đường. Thêm chút xíu muối nữa cho nhân nó ngon. Rồi mình cho sữa tươi hoặc là nước cốt dừa tùy thích nha. Trộn sơn cái rồi bây giờ các bạn bắt lên trên bếp, mình sẽ sên phần nhân. Các bạn đảo lửa vừa thôi, đảo chút xíu đường nó tan ra thì phần nhân của mình nó sẽ quyện lại hơn. Cái bánh mà các bạn sên nhân khô thì cái bánh nó sẽ định hình đẹp, nó không có bị chảy xệ. Nhưng mà cái phần nhân khô quá thì ăn sẽ nó không ngon, cho nên là tùy ý . Mình cho phần nhân nó nguội bớt rồi bây giờ mình chia ra ha. Ở đây là mình sên nhưng nó khô luôn để cho tạo hình cái bánh nó đẹp. Chia ra làm 8 phần, rồi các bạn vo cho từng phần nó tròn lại. Làm tương tự rồi cái để qua bên chút nữa gói. Phần bột mình để thêm 15 phút nữa là được rồi. Bây giờ các bạn thấy bột của mình nó sẽ mềm hơn . Hồi nãy mình quét sơn lớp nước nè, giúp cho cái bề mặt nó mềm. Cái phần bột nó không có bị khô. Khi mình làm bánh tạo hình cái bánh của mình nó mềm ẩm. Thoang chút xíu bột khô lên. Cũng là bột mì đa dụng nha. Rồi bây giờ mình sẽ nhồi sơ lại để cho khối bột của mình nó mịn hơn. Nhồi chút xíu thôi, khoảng chừng 3 cho đến 5 phút là được. Kéo dài nó ra để mình dễ chia bột ha. Phần bột lúc này mình sờ vào nó không có dính tay đâu. Mình cũng chia ra làm 8 cái viên bột nha. Nếu các bạn thích cái bánh lớn thì mình chia 6 thôi. Còn cái bánh ngọt thì không có cần phải lớn quá, nhỏ nhỏ mình ăn nó ngon hơn. Lợn từ bên ngoài vào trong cho nó cái bề mặt nó láng á, rồi vo tròn lại. Cái phần bột mà mình vo xong rồi á, cái viên đầu tiên các bạn sẽ cán sơ qua một lần. Cái mình để qua bên. Cái bước này giúp cho bột của mình nó sẽ không có bị co nè ha. Rồi để qua bên. Cái cục bột nào nãy các bạn cán đầu tiên á, mình sẽ lấy nó nha. Mình sẽ cán lại thêm một lần thứ hai. Đây các bạn thấy bột của mình không hề co mà cái miếng bột nó mịn lắm. Cán cái mép cho nó mỏng. Mình thấy á, thường các bạn hay hỏi mình là tại sao mà cán bột nó bị co đó. Đây chính là cái cách nè, mình cán qua hai lần là bột không hề co. Rồi bây giờ cho cái viên nhân vào giữa. Nhân này mình làm nó khô ráo thì cái bánh của mình nó định hình tròn đẹp, không hề bị xệ. Còn các bạn làm cái nhân nó hơi ướt, cái bánh nó thì nó sẽ ngon hơn ha. Nhưng mà khi mà hấp lên nó hơi xệ gan chút á. Túm cái mép này đè sát vô, rồi vo tròn lại. Cái bánh của mình nó sẽ láng bóng và nó định hình đẹp. Lót ở bên dưới là miếng giấy dầu. Tương tự các bạn cũng gói giống vậy nha. Đây cũng là cái cách mà xếp mói của cái bánh bao luôn. Nhưng mà mình làm kiểu này thì đơn giản hơn. Làm xong hết rồi thì đậy kín. Mình sẽ ủ thêm 15 cho đến 30 phút nữa tùy theo nhiệt độ. Thì các bạn kiểm tra nha. Trời nóng thì mình ủ 15 phút thôi. Lúc này thì các bạn thấy cái bánh của mình nó sẽ mềm hơn. Cái phần bột nó co giãn hơn. Vậy là được rồi đó. Chuẩn bị cái nồi hấp thì các bạn bắt sẵn nồi nước sôi rồi cái mình chất cái bánh vô. Nhớ chất thưa thưa nha, tại nó còn nở nữa đó. Rồi mình sẽ hấp lửa lớn trong vòng 8 phút nha, đậy kín hơi. Sau 8 phút thì các bạn tắt bếp rồi cái mình chờ 1 phút, mở nắp nhẹ ra. Đây là bí quyết giúp cho bánh không có bị co lại nè. Bánh nở đều, láng bóng, thơm lá dứa quá chừng luôn. Bánh bao thì ăn nóng là ngon nhất. Còn mà cái cách làm này thì mình thấy bánh của mình để nguội cũng ngon. Tuy nhiên cái lớp mặt bánh sau khi nguội mà cả ngày thì nó sẽ hơi khô một chút. Phần bánh mình làm 8 cái chỉ với 300 g bột thôi. Bánh cầm lên nhẹ, xốp và có độ đàn hồi. Làm thường bánh bao các bạn sẽ để trong nồi giữ ấm nha. Khi ăn mình lấy ra mình ăn là nó ngon lắm. Nó thơm cái mùi lá dứa nữa. Từ trên xuống dưới bánh nở đều không bị chai. Xốp ngon lắm. Bẻ ra ha. Bánh rất là mềm luôn á. Cầm lên nó cảm giác nó nhẹ bồng bềnh luôn. Nó xốp á. Làm kiểu này không có cần bột nở luôn. Mà bánh vẫn ngon. Mình cho thêm cái nước lá dứa thì cái bánh nó có cái màu đẹp chút xíu và nó thơm. Bên trong rất là mềm. Cái độ ngọt cũng vừa nha, không có quá ngọt nhiều đâu. Và bánh bao quá quan trọng nhất chính là mình lột da được dễ dàng thì bánh nó mới thành công. Bên trong thì mình xé ra nè. Bánh mềm xốp từ trong ra ngoài luôn á. Có phần nhân đậu xanh nữa. Bánh bao ngọt nhưng mà mình làm không có quá ngọt đâu. Ăn nó vừa miệng à. Nó sẽ không có bị ngán. Hoặc là các bạn cũng có thể thay cái phần nhân đậu xanh bằng nhân khoai môn nè. Hay là nhân kem trứng sữa. Tùy thích nha. Đây thì mình chúc các bạn ngon miệng nha. Đừng quên đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày. Xem video miễn phí ủng hộ kênh mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.